Tôi mới luôn xin chào toàn thể các bác nhá. Chỉ một đôi loa siêu lời tép kèn bát 20, hàng chất lượng mà nó ra chất âm khá là hay. Tép kèn nên tép rất là sáng. Đây em chỉ test riêng một đôi loa lời cả nhà nhá. Đôi loa này giá rất êm cả nhà nhá. Thùng gỗ, sơn sần bóng màu đen, B và S. Tôi về đây 24 giờ tìm người thương. Quá hay luôn. Không tin được là một đôi loa nhỏ mà lại hay như vậy. Ok, các bác của em thân mến ạ. Đúng là ít khi gặp và chuẩn bị có mưa đấy, gió đẩy cửa đấy ạ. Giật mình. Các bác em thân mến là cũng ít khi gặp được những đôi loa mà bát 20 mà loại xịn xò như này đâu. Rất ít khi các bạn. B và S em có 4 đôi cả nhà nhé. Giá 3 triệu 800 ngàn đồng một đôi. Em chỉ cần quay độ gấu thì các bác biết nó chất như nào. Đây là phân tần thưa các bác cùng cả nhà. Đôi loa này là đôi loa lời nhá, siêu lời. Đôi loa tép kèn cả nhà này. Tép kèn hơi khó nhìn, tép hơi khó tháo một chút. Chắc quay bát là đủ. Quay bát là các bác của anh em biết được độ chất thế là đủ đúng không ạ? 3,8 triệu một đôi tại cửa hàng cả nhà nhé, chưa kèm phí vận chuyển, chưa có phụ kiện dây rắc, ok chưa cả nhà? Không đẹp không lấy tiền. Bát này rất giống Koda, các bạn lưu ý là giống thôi chứ không phải là Koda, mọi người lưu ý là như vậy. Nếu là Koda đôi này phải 10 mấy 20 triệu, 20 mấy triệu các bạn chứ không phải là 3,8 triệu đâu. 3,8 triệu đồng em test thử cái lời của nó cả nhà nghe nhé. Không chịu được, rất hay. I6B. Đấy, chỉ có một đôi loa bát 20 đấy. Li 1 2 6 7 8 9 10. I6B. Chắc là nhiều bác không tin đúng không? Nhiều bác không tin nghĩ rằng là đây này, một chiếc này là đang đấu với đôi 30 hay là 40 đúng không? Úi giời. Để mic trước loa là zit ngay. Đấy các bác của anh em lại càng kiểm chứng được đúng không ạ? Này rút ra này. Nhiều anh em không tin. Đấy, là hết đúng không ạ? Đấy, ok chưa? Là em cầm mic em alo này, không thấy gì này, đúng không ạ? Em cắm alo có tiếng này này. Ấy, dã man. Lên, một loa, ok. Tiếp tục một loa nữa, hay quá. Bát 20 mà hay quá. Đây ạ, loa nữa. Đấy. I6B. Cửa tâm tư là mất, nên khi đối mặt chuyện buồn, dân gian mồ mất. Chân nghe quen từng viên sỏi đường nha. Ui hay quá các bạn ơi. Có 3 triệu 8 thôi, một đôi loa siêu lời bát 20 tép kèn. Đôi loa này thì nói chung là giá hợp lý, chất lượng tốt, chất lượng cao, độ bền rất cao. Đó, một bộ sản phẩm mà các bác lấy đẩy 4 kênh nó có tác dụng như vậy đấy các bác ạ. Đẩy 4 kênh thì chúng ta sử dụng 2 kênh cho một đôi loa full, một kênh cho một đôi loa lời và một kênh cho một quả loa súp hoặc một đôi loa súp các bác nhá. Đó, đôi loa này là tuyệt vời rồi. B và S em có 4 đôi cả nhà nhé. Em giới thiệu lại là 3 triệu 8 một đôi, giá bao tốt cho các của anh em. Còn đây là lời, đấy, em bật mic. I6B, còn đây là lời các bác nhé. Lời em đang test với một bộ micro sự kiện chuyên nghiệp PS Audio M9900, giá là 5 triệu 800 ngàn đồng. Đó, hình thức của mic. Chân nghe quen từng viên sỏi đường nha. Ủa. Các bạn đôi này khả năng nó hay đến mức độ là còn hát được cơ. Để em thử xem nào. Ê mày dã man trên này. Quá hay luôn. Đôi loa này có nghĩa là yếm nó là hay. Hát thì chắc chắn nó hát được rồi. Nhưng yếm nó là nó hay đến mức độ là có thể hát được độc lập ấy. Đừng đùa. Thử xem nhá. Thử hát cả nhà nhá. Ok. Ủa. Lời hay thật các bác ạ. Đây là đôi loa siêu lời mà. Đôi loa để thể hiện lời ca sĩ mà. Với mùa đông băng giá. Ui quá hay luôn. 3 triệu 8 cả nhà nhá. 3,8 triệu đồng. Với một đôi loa siêu lời bát 20 tép kèn, thùng gỗ,
sơn sần bóng màu đen. Em xin nghiêng một đoạn thôi ạ. Ngày nào em yêu anh, em đã quen trong cây đắng tuyệt vời. Ngày nào anh yêu em, anh đã quen với trời hạnh phúc mới. Ok chưa? Đó. Rồi, cảm ơn tất cả các bác nhá. Không chê được các bạn. Hãy liên hệ cho em để mua đôi loa siêu lời, bộ lào của các bác, đúng không ạ? Bộ sản phẩm lào mà lời yếu, lời kém, lời hát nặng, lắp một đôi loa siêu lời này vào. Lời bay bổng ngọt ngào, tiếng ca sĩ nhẹ nhàng hơn các bác nhá. 3,8 triệu tại cửa hàng. Trân trọng cảm ơn các bác của anh em. Em Luân địa chỉ tại Chí Linh, Hải Dương và có thể giao hàng đến tận nhà cho các bác của anh em. Trân trọng cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.